Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh nấu ăn của mình nha. Video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách làm cá kèo kho nước dừa thơm ngon, đúng chuẩn miền Tây Nam Bộ luôn. Thì mình mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Xin chào các bạn nha. Thì mình đang trên đường ra chợ, mình kiếm mua cá kèo về kho ăn. Không biết hôm nay có cá kèo hay không nữa. Để mình nhìn vòng vòng coi. À, có cá kèo rồi nè. Giờ mình sẽ hỏi cô coi cá kèo mà mình mua. Hôm nay mình sẽ mua nửa ký cá kèo, mình đem về mình kho nước dừa. 50 ngàn lấy không cô? 50 ngàn. Dạ dạ. Mình sẽ nhờ cô chà nhớt cá kèo giùm cho mình luôn á các bạn. Để mình về mình khỏi làm chi. Mình làm không có gành nó còn nhớt không mà nha. Để cho cô làm cho sạch. Cô làm, cô chà nhớt xong rồi cô sẽ làm sạch cho mình. Mình làm không có gành, làm toàn là bị nhớt không à. Với nhà không có cái lưới này nữa nên rất là khó làm. Cá kèo hồi cô sẽ cắt làm hai cho mình luôn, để mình về mình kho cho dễ. Với lại mình ớt nó mau thấm gia vị hơn mình để nguyên con nha. Còn mấy bạn thích nguyên con thì nói cô khỏi cắt ra. Còn mình thì mình thích cắt ra làm hai, mình kho nó sẽ ngon hơn, nó mau thấm gia vị hơn. Hôm nay mình sẽ kiếm đột lan mình mua ăn. Lâu rồi mình chưa ăn. Hai bó đâu đây? Rất là thèm. Đột nào ngon hơn chị? Thế nào? Đột này ăn bổ máu. Ôi em ăn không hết đâu, cho em lấy đợt hả? À, lấy màu xanh cũng được. Con này màu xanh cũng được, cứ muốn ăn màu xanh ăn màu đỏ ăn. Ừ, hả? Cái nào ngon ta? Cái nào là nào ngon? Cái này thì ngon hơn. Ngon hơn hả? Giòn hơn, ừ. Cái này ngon hơn. Dạ. Cái này ngon hơn, cái chị nặt ngang vậy là cái luộc này. Dạ dạ. Dạ. Ngon hơn cái màu xanh. Để lá luôn hả chị? Để lá luôn. Lấy còn một bò. Dạ dạ. Ấy bây giờ tẩy số rồi. Nhiêu chị? 5 ngày một bó. Dạ em cảm ơn. Cá kèo sau khi mua về thì mình sẽ rửa sạch và rửa lại nhiều nước. Sau đó mình sẽ vớt cá kèo ra, mình bỏ trong cái gỗ các bạn, cho nó sạch nước, cho nó ráo nước hết. Rồi mình sẽ đem cá kèo đi mình ớt với gia vị nha. Vậy là xong rồi. Cá kèo này là hơn nửa ký các bạn, khoảng 600 gram. Còn đây là củ hành tím nè, tỏi nè, lá hành với lại ớt. Các bạn chuẩn bị cho mình một trái dừa luôn nha. Mình kho cá kèo bằng nước dừa rất là ngon. Mình sẽ cho một chút xíu màu dầu điều vào trong cá kèo để cá kèo nó lên màu đẹp hơn. Và mình sẽ trộn cái phần này trước nha các bạn. Trộn cho nó thấm hết mấy con cá kèo, thấm màu dầu điều với con cá kèo. Xong rồi mình mới nêm gia vị nha. Mình sẽ sử dụng nước mắm, 4 muỗng canh nước mắm nha. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nửa muỗng đường. Nửa muỗng cà phê hạt nêm. Mình sẽ cho cái phần tỏi với lại hành tím vào đây để mình khử cái mùi tanh của cá kèo nha. Giờ mình sẽ trộn lên cho nó thấm hết gia vị với cá kèo. Rồi mình sẽ đợi khoảng nửa tiếng rồi mình sẽ đem đi kho nha các bạn. Trộn đều như vậy hoài luôn. Rồi mình để nửa tiếng mình kho. Trong lúc đợi cá kèo thấm hết gia vị á,
thì mình sẽ lặt đọt lan mình đem luộc. Đọt lan này lâu rồi mình chưa có ăn luôn á. Hôm nay mình kho cá kèo với nước dừa, tự nhiên cái mình thèm, mình mua để chấm ăn rất là ngon luôn á các bạn. Ăn đọt lan nó giòn giòn rất là ngon, mình chấm với cá kèo hay nước cá kho, nước thịt kho ăn ghiền luôn. Dầu ăn của mình nóng rồi á, thì mình sẽ cho cái củ hành tím và lại tỏi vào đây. Mình sẽ phi cho hành với lại tỏi nó thơm, nó vàng đều hết rồi. Sau đó mình sẽ cho cá vào đây nha. Tỏi với lại hành tím nó đã vàng thơm rồi, mình sẽ cho cá kèo vào. Mình sẽ kho cho cá kèo này nó săn lại và nó hơi cạn nước chút xíu. Lúc đó thì mình mới cho nước dừa vào nha các bạn. Giờ cho vào thì cá kèo nó không có dai ngon nha. Mình sẽ kho cho cá kèo nó săn lại chút xíu, nó cạn nước chút xíu nữa. Rất là thơm. Cá kèo của mình nó đã săn lại rồi nè các bạn. Và nó cũng hơi cạn nước rồi nè. Giờ thì mình sẽ cho nước dừa vào đây. Mình cho hết nước dừa vào đây luôn nha. Cái nước dừa này nó cũng ít nước nên nó không có nước nhiều nữa. Mà mình kho với nước dừa ăn nó rất là ngon. Cái thịt con cá nó ngọt tự nhiên mà nó không có bị tanh nữa nha các bạn. Rất là thơm luôn, ngon lắm. Mình sẽ để lửa vừa vừa thôi, cho nước dừa nó cạn từ từ. Mình sẽ vớt bọt ra nha. Có bọt thì mình vớt bọt ra. Rồi mình để lửa cho nó nước dừa nó cạn từ từ, rồi mình nêm nếm một lần nữa rồi mình tắt bếp nha các bạn. Nếu các bạn không có nước dừa thì mình cứ kho bình thường đi. Mình kho với lại tiêu nè, cũng thôi rau găm nè, kho khóm thì cũng ngon. Tùy theo các bạn thích kho cái nào thì mình kho nha. Không thôi kho với dưa hường cũng rất là ngon luôn các bạn. Còn mình thì mình thích kho với nước dừa. Ăn thịt con cá nó rất là ngon. Nước dừa của mình đã cạn từ từ rồi nè. Như vậy là được rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ nêm thêm chút xíu nước mắm nữa nha. Mình sẽ nêm xíu nước mắm nữa là vừa ăn theo khẩu vị của mình rồi nè. Mình cho thêm một chút xíu hành lá vào đây với vài miếng ớt. Cá kèo của mình như vậy là được rồi nè. Hồi nãy mình thử rất là vừa ăn theo khẩu vị của mình đó các bạn. Rất là thơm luôn, cá kèo nó không có bị tanh nữa. Thì mình kho nước dừa thì xung quanh cái chảo nó sẽ có bị hơi có màu như thế này ha. Tại vì đó là nước dừa các bạn. Mình kho hay làm nước dừa là cái chảo nó sẽ dính chút xíu như vậy. Cá kèo của mình như vậy là được rồi nè. Mình sẽ tắt bếp và mình múc ra dĩa. Tiếp theo thì mình luộc đọt lan để chấm nha. Mình chuẩn bị một nồi nước sôi á. Rồi mình sẽ cho đọt lan này vào mình luộc. Đọt lan này nó mau chín lắm. Mình vớt ra liền nha. Đừng có luộc lâu quá thì đọt lan nó sẽ bị đen. Giờ mình sẽ lấy đọt lan ra dĩa. Đọt lan này ăn nó giòn giòn, thơm thơm, ngon lắm. Cái này mình chấm với chao á, không thôi chấm với kho quẹt nè, chấm với nước cá kho, nước thịt kho, ăn ngon lắm, ghiền luôn á. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm cá kèo kho nước dừa thơm ngon rồi nè các bạn. Món ăn này rất là đơn giản và dễ làm đúng không các bạn? Cá kèo rất là béo nữa, ngon, cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt. Thì hôm nay mình sẽ chấm đọt lan á. Với nước cá kèo này mình ăn cơm rất là đơn giản thôi, nhưng mà rất là ngon. Thì video của mình đến đây đã kết thúc. Mình chúc cho tất cả các bạn luôn nấu ăn ngon và thành công với món cá kèo kho nước dừa này. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại.